thân mến, với các tọa pháp vạn mình thì sẽ giúp làm tăng cường cái sự thúc đẩy máu, nuôi dưỡng cho các cơ quan nội tạng, đồng thời tăng sức đề kháng và bài thải độc tố. Với những tọa pháp này thì sẽ giúp điều chỉnh mọi cái sự rối loạn ở vùng háng, tủy sống và tuyến tụy của bạn để cân chỉnh cái lượng đường phù hợp với cơ thể. Đồng thời các tọa pháp vạn mình sẽ giúp làm mềm dẻo xương sống, tăng máu, nuôi dưỡng cho tủy sống của bạn được khỏe mạnh, được trẻ hóa trở lại và giúp cho cơ thể của bạn tăng cường cái nguồn sinh lực vô cùng dồi dào. Xin mời bạn luyện tập các tọa pháp vạn mình cùng Nguyễn Hiếu.